Ford Expedition 2022 vừa mới được ra mắt. Đây là đàn anh SUV 7 chỗ full size nhập từ Mỹ. Mà các bạn theo dõi vlog mình giới thiệu chiếc xe này. Đây là một chiếc xe cơ bắp khổng lồ full size. Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV full size, Ford đã giới thiệu Ford Expedition 2022 phiên bản nâng cấp mới. Mẫu SUV cỡ lớn của Ford được cung cấp với nhiều phiên bản hấp dẫn như Timberline, Steel hay Platinum nhằm mở ra nhiều lựa chọn cho khách hàng. Ford Expedition 2022 phiên bản Platinum. Ford Expedition 2022 phiên bản Steel Edition Performance. Hãng xe Mỹ vừa giới thiệu Expedition 2022 phiên bản mới. Expedition 2022 được đổi mới về thiết kế ngoại thất, mang thiết kế mạnh mẽ và cá tính. Những thay đổi tập trung vào phần đầu xe với đèn LED mới tích hợp LED ban ngày đa tầng độc đáo. Đèn hậu LED được tinh chỉnh là phiên bản nâng cấp, nên tổng thể của Ford Expedition 2022 không mang quá nhiều thay đổi. Tùy thuộc vào phiên bản, Expedition 2022 sẽ có nhiều cấp độ trang trí khác nhau, như phiên bản Timberline mang thiết kế với phong cách off-road sử dụng lốp địa hình Goodyear Wrangler AT 33 inch, tấm chắn gầm nhằm hướng đến khách hàng thích xe dịch. Ở các phiên bản Expedition Limited, Limited Smart, Steel Edition Performance, xe được trang trí thể thao với các chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp gương, thanh ga nóc, bảng điều khiển, ốp cửa hậu, tấm ốp cản sâu, viền đèn sương mù được sơn màu đen bóng, kẹp phanh màu đỏ đi cùng với dàn chân, lắp bộ mâm hợp kim nhôm màu đen kích thước 22 inch lớn hơn, trong khi huy hiệu Expedition Limited màu đen nổi bật ở mặt trước và mặt sau. Ford Expedition 2022 sử dụng động cơ tăng áp V6 dung tích 3.5 lít turbo kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 440 mã lực và mô men xoắn cực đại lên 691 Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp AT thừa hưởng từ đàn anh F150. Với gói trang bị Performance thể thao ở phiên bản Steel Edition Performance, hãng xe Mỹ còn tinh chỉnh hệ thống treo nhằm nâng cao niềm vui khi cầm lái trên các cung đường địa hình khó khăn hiểm trở. Mẫu SUV chia sẻ chung nền tảng với bán tải Ford F150, còn mang sức kéo lên đến 9.300 bao 4,2 tấn khi được trang bị gói kéo xe tải Heavy Duty Trailer Tow Package. Ford Expedition 2022 còn được trang bị gói Pro Trailer Backup Assist 2.0, sử dụng camera phía sau và các cảm biến hỗ trợ đổ xe nhằm hỗ trợ người lái kéo các trailer. Nội thất tiện nghi hơn và được nâng cấp nhiều công nghệ đáng giá. Nội thất Expedition 2022 được trang bị cùng đồng hồ đo kỹ thuật số, độ nét cao kích thước 12,4 inch, hiển thị nhiều dữ liệu như định vị và điều hướng. Expedition mới được trang bị công nghệ SYNC 4 điều khiển hoặc là hệ thống SYNC 4A tùy chọn, với màn hình cảm ứng độ nét cao 15,5 inch, đặt dọc mang kích thước lớn nhất trong phân khúc, như là một thiết kế với xu hướng mới. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe sử dụng màn hình 12 inch, chạy SYNC 4, giải trí với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Ham 2 loa, hơn cả đàn em Explorer Bang & Olufsen 14 loa, bao gồm cả loa siêu trầm cùng với âm thanh vòm 360 độ có sẵn trên các phiên bản Expedition King Range Platinum, Steel Performance Edition và Timberline. Ford Expedition 2022 còn được trang bị các nâng cấp cập nhật phần mềm qua mạng Ford Power Up, giúp chủ xe tiện lợi, tiết kiệm thời gian hơn so với việc đi đến các đại lý. Nâng cấp tính năng an toàn và hỗ trợ lái, Ford Expedition 2022 được trang bị nhiều món công nghệ an toàn và hỗ trợ lái tiêu chuẩn như phát hiện lề đường,
giúp duy trì vị trí của xe trên làn đường, có vạch kẻ hoặc lề rõ ràng, hỗ trợ xe đi qua giao lộ rẽ trái, sử dụng camera trước, cảm biến, radar để phát hiện các phương tiện. Nếu có nguy cơ có thể xảy ra va chạm, xe sẽ cảnh báo và phanh. Cảnh báo và phanh khi lùi, tự động phát hiện người đi bộ và phương tiện đang đi tới để cảnh báo và phanh khi có nguy cơ va chạm hơn nữa. Expedition 2022 được trang bị lắp ráp tại nhà máy Ford Kentucky ở Louisville, bang Kentucky. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán ra thị trường vào quý 1 năm 2022. Giá bán sẽ được công bố sau. Trên thị trường, Expedition 2022 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban hay GMC Yukon hay là SKLD Cadillac. Trong cùng phân khúc SUV full size hạng phổ thông, Ford Expedition có phiên bản 2022 Platinum. Platinum là phiên bản rất là đẹp mắt. Các bạn theo dõi video clip đánh giá về Expedition 2022 mới ra mắt tại Mỹ. Các bạn chia sẻ quan điểm ý kiến của mình như thế nào thì hãy comment, like, subscribe kênh để mình có động lực review tiếp những dòng xe cao cấp của Ford tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Like, subscribe kênh, ủng hộ tinh thần mình nhé. Quý khách có nhu cầu đặt xe về Việt Nam vui lòng gọi số hotline 0915 116 831. Cảm ơn.